Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin sáng nay. Huyện Hoàng Hóa phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Huyện Thạch Thành kiểm soát hoạt động khai thác đất từ đầu nguồn. Thành phố Sầm Sơn thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn và thân thiện. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa có quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia. Ngày chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, ngày chuyển đổi số quốc gia cũng là dịp nhằm nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa thông báo danh mục các hồ chứa bị hư hỏng, mất an toàn trước mùa lũ năm 2022 đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, công ty khai thác công trình thủy lợi có hồ chứa để chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các công ty khai thác công trình thủy lợi, ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa khẩn trương tổ chức kiểm tra, khắc phục, sửa chữa các hư hỏng và có phương án đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm nay, trong đó cần phải tập trung hoàn thành một số nội dung trước ngày 30 tháng 5. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất bố trí nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp 54 trên 98 hồ chứa hư hỏng, mất an toàn và hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã trong công tác khắc phục, đảm bảo an toàn, phục vụ sản xuất của các công trình thuộc hệ thống kênh chính Bắc và kênh chính Nam, báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Thực hiện mục tiêu mở rộng các trà lúa xuân muộn để đảm bảo năng suất chất lượng, ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh đưa các giống lúa thuần, lúa lai ngắn ngày có năng suất chất lượng cao vào cơ cấu giống lúa trên địa bàn tỉnh. Vụ đông xuân 2021-2022, tỉnh Thanh Hóa chuyển đổi 90% diện tích lúa từ giống dài ngày sang ngắn ngày, tương đương với 103.290 ha. Việc chuyển đổi cơ cấu giống lúa từ dài ngày sang ngắn ngày có năng suất chất lượng cao giúp nâng cao giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế, đồng thời tạo quỹ thời gian sản xuất các vụ nối tiếp theo đúng khung lịch thời vụ. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng phát triển nông nghiệp thông qua việc khuyến khích tạo điều kiện cho người dân tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Theo tính toán, nhiều mô hình sau chuyển đổi đã đem lại thu nhập cao gấp 2 đến 3 lần so với sản xuất truyền thống như trước. Đầu năm 2019, gia đình ông Mai Văn Tiến, xóm Bắc Trung, xã Nga Thành, huyện Nga Sơn đã xây dựng trên 2.500m2 nhà màng trồng dưa kim hoàng hậu. Việc trồng dưa trong nhà màng có nhiều ưu điểm như quản lý cây trồng tốt hơn, giảm chi phí do ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm sạch, đầu ra ổn định. Mỗi năm, gia đình ông có thể trồng được 3 vụ dưa. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi trên 500 triệu đồng một năm, cao hơn gấp nhiều lần so với sản xuất truyền thống. Trước thì chưa học hỏi được cái kinh nghiệm về cái công nghệ của công nghệ cao thì làm nó cũng không hiệu quả mấy, nhưng mà bây giờ thì học hỏi được cái công nghệ cao rồi thì mình làm một cái nó năng suất hơn. Thí dụ trước làm được cỡ tầm 50 triệu thì bây giờ làm có thể lên được 80 triệu rồi. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện Nga Sơn đã đặt mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân thông qua việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã dồn điền đổi thừa, tích tụ đất đai, từng bước hình thành cánh đồng mẫu lớn, các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ và sản xuất. Ngoài việc tranh thủ chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện Nga Sơn đã ban hành các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn, công nghệ cao, như hỗ trợ 70 triệu đồng cho 1.000m2 nhà màng, hỗ trợ 23 triệu đồng cho một hộ có diện tích từ 1.000m2 trở lên sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ chính sách hỗ trợ của huyện đã khuyến khích nhiều hộ, doanh nghiệp, đơn vị đầu tư sản xuất. Đến nay, huyện Nga Sơn đã có gần 250.000m2 nhà màng sản xuất rau quả, nuôi trồng thủy sản. Tích tụ, tập trung đất đai được 270 ha để sản xuất quy mô lớn, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hầu hết các mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn trên địa bàn huyện Nga Sơn
đạt trung bình khoảng 200 đến 300 triệu trên một hecta, tăng gấp 2 đến 3 lần so với năm 2017. Vấn đề liên kết về bao tiêu sản phẩm, về vấn đề sản xuất thì thông qua hai hợp tác xã nông nghiệp, thì ủy ban xã chúng tôi đã chỉ đạo cho hai hợp tác xã làm vai trò là bà đỡ cho nông dân đứng ra để bao tiêu sản phẩm. Đồng thời thì một số hộ gia đình người ta cũng đã chủ động tìm kiếm thị trường, liên kết với các tư thương, các công ty doanh nghiệp để tiêu thụ vấn đề sản phẩm. Qua cái mô hình sản xuất này thì khẳng định rằng là cái việc thu nhập trên đơn vị diện tích thì so với sản xuất theo cái phương thức nhỏ lẻ rồi là trồng những các loại cây trồng trước kia thì nó cao hơn hẳn. Ủy ban nhân dân xã là tạo điều kiện là khuyến khích các hộ gia đình mà không có cái nguồn lực hoặc là không có cái về năng lực để xây dựng thì tạo điều kiện là dồn đổi đất lại cho những cho gia đình có năng lực, có điều kiện để tích tụ sản xuất. Trên các cái mô hình đó thì ủy ban nhân dân xã cũng tập trung như vậy là xây dựng như kênh mương, đường xá để tạo điều kiện thuận lợi trong cái việc như vậy là liên kết sản xuất. Trong năm 2022, huyện Nga Sơn sẽ mở rộng thêm 4 ha diện tích nhà màng, nhà lưới trồng rau an toàn, tích tụ 104 ha đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hướng tới thành lập các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Huyện Nga Sơn đang tập trung thực hiện tích tụ đất đai, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp, người dân xây dựng mối liên kết chặt chẽ và bền vững giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, nâng cao chất lượng, giá trị trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. Thời gian qua, việc sản xuất nông nghiệp theo quy trình Việt Gáp đã được huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện. Đến nay, Hoàng Hóa đã xây dựng được 35 mô hình rau củ quả Việt Gáp, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Trước kia, khu đất trống rộng gần 2 ha ở thôn Hạ Vũ 1, xã Hoàng Đạt, huyện Hoàng Hóa bị bỏ hoang. Nhận thấy xu thế phát triển trang trại nông nghiệp an toàn mang lại giá trị kinh tế cao, đầu năm 2018, gia đình anh Lê Ngọc Nam đã mạnh dạn thuê lại, tập trung săn lấp mặt bằng, xây dựng và lắp đặt hệ thống nhà lưới, nhà màng với diện tích 3.500 m2. Ban đầu gia đình anh Nam chỉ trồng các loại rau sạch đạt chuẩn Việt Gáp, sau đó tiếp tục đưa thêm cây dưa kim hoàng hậu vào trồng. Những năm qua, toàn bộ các diện tích cây trồng của gia đình đều có đầu ra và thu nhập ổn định. Về cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì nó mang giá trị kinh tế cao hơn so với các loại cây rau màu thông thường. Ví dụ như cây rau màu thông thường thì 1 kg mình chỉ bán được có 15-20 nghìn một cân thôi. Nhưng mà về cái cây măng tây, về cái cây trồng kinh tế cao như này thì lợi nhuận thì nó cũng sẽ cao. Thống kê của Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hoàng Hóa cho biết toàn huyện đã có 7 hectare nhà màng, 8 hectare nhà lưới, 75 hectare sản xuất rau củ quả áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong đó, nhiều chuỗi sản xuất và tiêu thụ rau quả có liên kết đã được hình thành. Với sự hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền, mỗi hectare trồng trọt theo hướng Việt Gáp được hỗ trợ từ 10 đến 15 triệu đồng. Hoàng Hóa đã hình thành được 3 vùng sản xuất tập trung có quy mô từ 300 đến 350 hectare. Hiệu quả kinh tế đối với diện tích sản xuất trồng trọt quy mô lớn đạt chứng nhận Việt Gáp đều cao hơn so với sản xuất thông thường từ 1,5 đến 2 lần. Để nâng cao cái sản xuất, nâng cao cái chất lượng cho người nông dân thì đối với Đảng ủy chính quyền xã Hồng Lưu tiếp tục là phối hợp với các cái công ty có đủ điều kiện để đưa nhiều các cái cây trồng giống mới có năng suất chất lượng cao để vào sản xuất để đem lại cái thu nhập, trong đó tiến tới là tạo ra một cái mô hình liên kết và cái tập trung sản xuất. Đẩy mạnh cái việc liên kết sản xuất các cái cây trồng, ví dụ như là khoai tây, ớt xuất khẩu, bí xanh, ngô ngọt, các cái loại cây trồng, ký kết hợp đồng và bao tiêu sản phẩm cho bà con nhân dân. Và trong thời gian vừa qua thì huyện Hoàng Hóa cũng đã xây dựng cái ban hành cái chính sách hỗ trợ đối với cây trồng liên kết, đặc biệt là hỗ trợ cho cái tích tụ ruộng đất với mục tiêu đẩy mạnh cái việc mà liên kết sản xuất. Hoàng Hóa phấn đấu đến năm 2025, diện tích sản xuất nông nghiệp quy mô lớn của huyện sẽ đạt 1.250 ha, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao đạt 808 ha, diện tích sản xuất được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc tương đương 200 ha. Để đạt được mục tiêu đó, huyện sẽ tập trung quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với đất đai, từng bước đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nhất là phát triển các vùng trồng trọt để khuyến khích tích tụ tập trung ruộng đất và mở rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, với 19 mỏ đất đang hoạt động, huyện Thạch Thành là một trong những địa phương có số mỏ đất được cấp phép nhiều nhất tỉnh Thanh Hóa. Nhằm không để xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn trong quá trình khai thác tại các mỏ đất, trong thời gian qua, huyện Thạch Thành đã tăng cường quản lý hoạt động khai thác từ cơ sở, đồng thời kiểm soát tải trọng tại các tuyến giao thông trên địa bàn huyện. Khai thác đúng thời gian đăng ký, không khai thác ngoài phạm vi mỏ, tuân thủ đúng thiết kế được cấp phép, có phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện và đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình khai thác là những yêu cầu mà huyện Thạch Thành thường xuyên đặt ra đối với các chủ mỏ. Để những yêu cầu này được thực hiện nghiêm túc, việc kiểm tra, giám sát được thực hiện ngay từ cấp cơ sở. Ban nhân dân xã phân công cán bộ công chức phụ trách chuyên môn, đặc biệt là lực lượng công an xã thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình về cái việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác khai thác khoáng sản. Đặc biệt là cái việc kiểm tra giám sát cái việc thực hiện là khai thác đúng mốc giới, cam kết về tải trọng và thực hiện các biện pháp về môi trường. Trong thời gian qua thì về phía Thạch Thành cũng rất nhiều văn bản chỉ đạo các xã thị trấn, các phòng ban chuyên môn đặc biệt là bên ngành công an, tức là thường xuyên để kiểm tra các cái mỏ được ủy ban tỉnh cấp phép, đảm bảo khai thác đúng ranh giới, đúng trong các cái mốc mà đã được cắm ngoài thực địa. Đồng thời là chúng tôi cũng đang hiện tại cũng đang chỉ đạo các chủ mỏ đấy là lắp đặt bằng cân để theo quy định. Một yêu cầu nữa đặt ra đối với các chủ mỏ là phải cam kết tuân thủ quy định về tải trọng xe vào mỏ đất. Theo đó, các chủ mỏ không múc đất vượt quá thành thùng xe và yêu cầu các lái xe che chắn thùng, không để đất rơi vãi trong quá trình vận chuyển. Trên các tuyến giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Thạch Thành thường xuyên tuần tra kiểm soát. Các phương tiện không chấp hành quy định về tải trọng, chở vượt thành thùng, không che chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Không phải là cái việc mà cao điểm với tổ chức lực lượng, huy động lực lượng, mà đây là cái việc là chúng tôi xác định là cái việc làm thường xuyên. Chúng tôi thể hiện cái việc bằng nắm tình hình, rồi xác định địa bàn trọng điểm, rồi tuyến đường trọng điểm để chúng tôi huy động lực lượng phương tiện để chúng tôi xử lý. Ngoài 19 mỏ đất được cấp phép và đang hoạt động, trên địa bàn huyện Thạch Thành còn quy hoạch 22 mỏ đất nhưng chưa được cấp phép. Quan điểm của huyện Thạch Thành đối với các điểm mỏ này là chỉ chấp thuận tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền cấp mỏ khi đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 07 về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng bộ, chính quyền thành phố Sầm Sơn từng bước thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn và thân thiện. Để từng bước trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, thành phố Sầm Sơn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu và công khai quy hoạch phát triển đến cán bộ, nhân dân, đồng thời huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm như khu đô thị ven sông Đơ, khu đô thị FLC Sầm Sơn, khu đô thị Hút 4, các dự án do Sun Group làm chủ đầu tư. Mục tiêu là phát triển một thành phố du lịch biển văn minh, hiện đại, hướng tới xóa bỏ việc kinh doanh mang tính mùa vụ, manh mún. Chính quyền của phường chúng tôi đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm vào cuộc, làm sao xác định là phải tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu và thống nhất với các cái chủ trương của nhà nước trong cái việc mà thu hồi đất và thực hiện giải phóng mặt bằng. Và đến thời điểm hiện nay thì với cái quy mô của dự án nó ảnh hưởng trực tiếp đến 8 cái tổ dân phố trên địa bàn của phường. Và cái khu vực chính đó là cái khu vực quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội thì nằm trên địa bàn phường Trung Sơn. Với hơn khoảng gần 2.000 hộ dân thì đến thời điểm hiện nay thì cái tiến độ giải phóng mặt bằng với cái sự vào cuộc của hệ thống chính trị thì chúng tôi đã tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động, bám dân và trực tiếp xuống với từng hộ dân để giải thích và giải quyết trực tiếp về các cái cơ chế, chủ trương, chính sách trong cái công tác giải phóng mặt bằng. Tiến độ thì đến thời điểm hiện nay đã đạt được hơn 90% và vượt cái kế hoạch của thành phố giao.
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phát triển đô thị, trong thời gian tới, Sầm Sơn sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư một số công trình hiện đại đảm bảo cho phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng Sầm Sơn đến năm 2025 đạt tiêu chí hạ tầng đô thị loại 2, trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước, đồng thời bám sát quy hoạch tỉnh Thanh Hóa để lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2045 có tầm nhìn chiến lược và tính khả thi cao. Về quy hoạch đô thị thì bám sát quy hoạch tỉnh Thanh Hóa để điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2045 có tầm nhìn chiến lược và tính khả thi cao, tập trung phát triển 8 phân khu đô thị và 5 hành lang để tạo không gian mới cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phát triển hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại và xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025. Sầm Sơn đang đứng trước nhiều vận hội mới để phát triển. Với những định hướng chiến lược của tỉnh Thanh Hóa về phát triển đô thị Sầm Sơn và nhiều dự án đang được các tập đoàn, các nhà đầu tư lớn hàng đầu trong nước triển khai, thành phố Sầm Sơn sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu sớm trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Theo Bộ Y tế, ở nước ta dịch COVID-19 đã được kiểm soát trên phạm vi cả nước và có xu hướng giảm mạnh cả 4 tiêu chí gồm số ca cộng đồng, số ca tử vong, số ca đang điều trị tại bệnh viện, số ca nặng, nguy kịch. Số ca mắc COVID-19 cộng đồng của cả nước giảm 56,5%, số ca tử vong giảm 60,5%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 44,9%, số ca nặng, nguy kịch giảm 38,6%. Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong ngày chỉ còn dưới 15.000 ca và 10 ca tử vong, thấp nhất từ tháng 7 năm 2021 đến nay. Tuy nhiên, Bộ Y tế cảnh báo dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới, không loại trừ xuất hiện các biến chủng mới lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch, chủ động các kịch bản, phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, y tế các bộ ngành về việc khám chữa bệnh hậu COVID-19. Theo Bộ Y tế, có đến 203 triệu chứng khác nhau của hậu COVID-19 có thể xuất hiện sau khi người mắc đã hồi phục hoặc tồn tại dai dẳng từ đầu hoặc tái phát. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh cho người mắc và hậu COVID-19 theo đúng các hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế đã ban hành. Theo phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở, theo các lĩnh vực chuyên khoa, tránh tình trạng lạm dụng chỉ định hoặc chỉ định không phù hợp, không cần thiết. Các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức để người dân hiểu đúng và đầy đủ về các dấu hiệu, triệu chứng hậu COVID-19. Thời điểm người dân cần đi khám chữa bệnh và thực hiện khám chữa bệnh phù hợp, tránh để người dân lo lắng hoang mang quá mức, khuyến cáo người dân không sử dụng các thuốc, phương pháp truyền miệng để chữa bệnh hậu COVID-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong đó có lưu ý, khi điền vào phiếu đăng ký dự thi, thí sinh cần đọc kỹ các mục và phần hướng dẫn ghi phiếu. Những điểm nào chưa rõ cần hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký dự thi để được hướng dẫn đầy đủ và chịu trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi. Thí sinh đang học lớp 12 khai thông tin đăng ký dự thi trực tuyến theo tài khoản được cấp trên hệ thống phần mềm quản lý thi. Sau khi hoàn thành rà soát và xác nhận theo thời hạn đăng ký dự thi quy định, thí sinh tự do khai thông tin cần thiết trên bì đựng phiếu đăng ký dự thi, phiếu số 1 và phiếu số 2, nộp cho nơi tiếp nhận đăng ký dự thi kèm theo bản sao hai mặt chứng minh nhân dân, căn cước công dân trên một mặt của tờ giấy A4 và hai cỡ ảnh 4x6 kiểu chân dung mới chụp trong vòng 6 tháng, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh vào mặt sau tấm ảnh. Hai ảnh này đựng trong một phong bì nhỏ. Ngoài ra, thí sinh dán thêm một ảnh vào vị trí đã xác định ở mặt trước túi đựng phiếu đăng ký dự thi. Công an xã phường, nơi thí sinh tự do, đang cư trú, ký tên và đóng dấu giáp lai lên ảnh của phiếu đăng ký dự thi để xác nhận nhân thân thí sinh. Thưa quý vị và các bạn, sau khi báo chí phản ánh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, xảy ra việc đổ đất đá thải sai quy định tại nhiều tuyến đường chính, khu vực trung tâm, chính quyền thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc để xử lý tình trạng này. Sau khi khảo sát tất cả các tuyến đường, lực lượng chức năng thành phố Thanh Hóa ghi nhận có 9 vị trí thuộc địa phận 7 phường thường xuyên xảy ra tình trạng đổ đất đá thải sai quy định. Thành phố đã giao Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các phường khẩn trương kiểm tra, thu dọn, đồng thời phân công lực lượng có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan. Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện cái điểm tại
đơn vị phố 2 thì chúng tôi đã cho lực lượng quy tắc phối hợp với địa chính để tiến hành làm vệ sinh và thu dọn toàn bộ cái rác thải, dùng dây thép gai và cọc để rào cái khu vực bãi này lại để ngăn ngừa cái việc mà người dân đổ trộm rác thải vào ban đêm. Phương án để cho lực lượng quy tắc phối hợp với các cái lực lượng công an địa chính để thường xuyên kiểm tra trên các cái tuyến đường. Để khắc phục tình trạng đổ đất đá thải sai quy định tại bãi đất trống giao nhau giữa đại lộ Lê Lợi và đường Hùng Vương, trong những ngày gần đây, phường Đông Hải đã bố trí máy xúc làm việc cả ngày lẫn đêm, hàng chục xe tải vận chuyển đất đá thải đến nơi quy định. Lực lượng chức năng còn đào một đường hào đất, giao và cắm biển cấm tại các vị trí dễ ra vào. Được biết, trong một thời gian dài, bãi đất trống này thường xuyên bị nhiều đối tượng đổ trộm đất đá thải, khiến nơi đây trở thành một bãi tập kết lớn, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng quy tắc kết hợp với công an phường đã mai phục và tổ chức lực lượng cắm chốt trong những giờ cao điểm dừng ngoài giờ hành chính và dựng các hàng rào ngăn không cho xe vào khu vực để đổ đất. Sau khi thực hiện thì chúng tôi cũng đã tổ chức bắt được một xe, đề nghị Ủy ban nhân dân để lập biên bản và giải quyết theo quy định. Hiện nay, thành phố Thanh Hóa đã cơ bản giải quyết được tình trạng đổ đất đá thải sai quy định tại các vị trí trọng điểm. Lực lượng chức năng đã bắt được 3 đối tượng vận chuyển, xử phạt 6,5 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả. Để không tái diễn tình trạng trên, thành phố giao đội quy tắc đô thị các phường xã tăng cường phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Về phía người dân cũng cần nâng cao trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành việc đổ đất đá thải đúng quy định để góp phần xây dựng thành phố sạch đẹp, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 21 tháng 5, người dân có thể làm thủ tục khai tử xe ô tô hết niên hạn qua mạng, nộp giấy đăng ký biển số xe qua bưu điện hoặc tại công an xã. Đây là quy định mới tại thông tư số 15/2022 của Bộ Công an, sửa đổi bổ sung thông tư số 58/2020 về quy trình cấp thu hồi biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, cá nhân tổ chức chủ xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không sử dụng được có thể lựa chọn làm thủ tục khai tử qua mạng, kết hợp gửi nộp giấy đăng ký, biển số xe qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại công an cấp xã. Chủ xe chỉ cần đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để kê khai thông tin của xe, chủ xe vào giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe điện tử, nộp trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển phát giấy đăng ký biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc công an cấp xã nơi chủ xe có trụ sở hoặc thường trú để nhận kết quả và xác thực việc thu hồi. Cục Đường sắt Việt Nam cho biết với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền địa phương, 3 năm qua, cả nước đã xóa bỏ được hơn 460 lối đi tự mở qua đường sắt. Số vụ tai nạn giao thông đường sắt giảm rõ rệt, năm sau thấp hơn năm trước trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Riêng năm 2021, tai nạn giao thông đường sắt giảm 38 vụ, giảm 5 người chết và 7 người bị thương so với năm 2020. Tuy nhiên, phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt vẫn bị vi phạm nhiều với trên 11.400 vị trí vi phạm hành lang và trên 5.700 vị trí vi phạm công trình thông tin tín hiệu. Trong đó, có hơn 1.600 vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt cần được giải tỏa. Nguyên nhân tai nạn chủ yếu xảy ra tại các đường ngang và lối đi tự mở chiếm khoảng 60% tổng số vụ tai nạn. Số vụ còn lại xảy ra dọc tuyến đường sắt do chủ quan của con người vi phạm khổ giới hạn. Theo đó, theo Cục Đường sắt Việt Nam, cần có giải pháp căn cơ là xóa bỏ lối đi tự mở, làm đường gom và hàng rào ngăn cách giữa đường bộ đường sắt. Theo đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2025. Việt Nam sẽ xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở qua đường sắt. Dọc trên tuyến sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước, hiện nay nhiều thuyền gia dụng đang hoạt động. Dù gắn liền với sản xuất sinh hoạt đi lại của một bộ phận không nhỏ người dân trên địa bàn huyện, nhưng các phương tiện thuyền gia dụng này lại không đảm bảo các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính những người sử dụng. Bến sông Chảy Kế, xã Thiết Kế thường xuyên có từ 30 đến 40 chiếc thuyền gia dụng của các hộ dân thôn Luồng và thôn Chảy Kế đậu kín. Đây là những phương tiện vừa phục vụ đi lại, vừa để mưu sinh của người dân vùng hồ thủy điện Bá Thước 1. Cái thuyền của nhà tôi thì nói chung là chỉ có hai vợ chồng già là đi đánh bắt quái. Chứ vậy là thỉnh thoảng thì là đi sang sông chặt luồng, thì có phương tiện là đi lại đi như thế thôi. Luật giao thông đường thủy quy định
phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người không phải đăng ký. Trong khi đó, thống kê rà soát trên địa bàn huyện Bá Thước đang có 261 thuyền gia dụng có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoạt động trên sông Mã để đánh bắt vận chuyển hàng lâm sản. Chính vì vậy, các thuyền gia dụng của huyện đều chưa có đăng ký đăng kiểm, người điều khiển chưa qua một trường lớp hay hướng dẫn kỹ thuật về lái thuyền. Phương tiện chưa được quan tâm, trang bị các dụng cụ nổi, phao cứu sinh nên tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cho chính những người sử dụng. Những năm qua đấy, huyện cũng đã tập trung tuyên truyền làm thế nào mà bà con có cái ý thức cảnh giác trong các việc qua sông. Tuy nhiên thì trong những năm vừa qua thì cái công tác quản lý rồi ý thức của người dân thì cũng chưa được triệt để. Do vậy là vẫn thường xuyên xảy ra một số các cái vụ tai nạn. Về phía huyện cũng đã tuyên truyền bà con thì phải có cái ý thức rồi phương tiện dụng cụ để phòng ngừa trong cái việc là đuối nước. Tai nạn giao thông đường thủy khi xảy ra hậu quả hết sức nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, nhất là ngăn ngừa nguy cơ xảy ra lật thuyền ra dụng, trước mắt huyện Bá Thước sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân sử dụng thuyền gia dụng không chở quá số người, hàng hóa trên thuyền, phải trang bị các dụng cụ nổi trên thuyền. Tuy nhiên, về lâu dài, các cơ quan chức năng của tỉnh cần nghiên cứu hướng dẫn chủ phương tiện đầu tư nâng cấp công suất máy, đảm bảo các quy định để đăng ký, đăng kiểm, đồng thời tiến tới tổ chức mở lớp đào tạo lái thuyền cho những người điều khiển nhằm hạn chế rủi ro tai nạn từ phương tiện thuyền gia dụng có thể xảy ra. Bản tin Thời báo ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.